Tranh chức vô địch diễn ra giữa hai cặp đôi dưới gần màn hình là Tuấn Anh Thiều đến từ Bắc Ninh và phía xa màn hình là cặp đôi Mạnh Thắng và Văn Tú. Điểm số 1-0 cho Mạnh Thắng và Văn Tú. Sân để một đều cho Tuấn Anh và Dương Thiều. Bắt lưới tốt, điểm 2-1 cho Văn Tú và Mạnh Thắng.
Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Bot.
Thank you.
Wait, what?